chuẩn bị ra đi, về lại London sau một ngày lướt nhanh qua những con đường ở Scotland cổ kính. Buổi sáng, trời mù sương và mưa nhẹ, chút cảm giác lạnh lạnh cứ len lỏi vào lòng. Từ Glasgow về tới Manchester thì dự trù là khoảng 3 tiếng rưỡi, nếu không kẹt xe. Nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính xe đang lùi ngược về phía sau dưới màn mưa mỏng, chúng tôi hiểu rằng mình sắp phải rời xa một vùng đất vừa mới tới ngày hôm qua. Chỉ sau một ngày dừng chân ngắn ngủi, tiếp xúc một chút với mọi thứ quanh đây, dù có tìm hiểu hay xem nghe thật nhiều trên các trang mạng công cộng về sự đa dạng văn hóa ở xứ sở của những lâu đài tráng lệ Scotland, nhưng những gì chúng tôi nắm bắt được cũng chỉ là quá nhỏ nhoi so với sự mênh mông và kỳ bí muôn đời của chúng. Scotland không ồn ào nhộn nhịp, có vẻ tĩnh lặng và thanh bình. Nhưng với những gì hiện có, nó vẫn tỏa sức hấp dẫn và thu hút du khách tìm đến nó từ khắp mọi nơi. Người ta ví nó như một công nương nép mình sau bức rèm nhung của một dinh thự cổ kính, nhưng vẫn làm say lòng biết bao bá tước đang đứng ngóng bên ngoài. Sở hữu đôi kiến trúc cổ kính đậm chất châu Âu với những bãi biển trong vắt hoang sơ, những cung đường đèo quanh co tuyệt đẹp, những mỏm núi đá chập trùng phủ đầy tuyết trắng, những ngôi làng bản lãng trong sương mờ, Scotland nhẹ nhàng chinh phục những tín đồ du lịch khó tính, thôi thúc đam mê của những nhiếp ảnh gia, quyến rũ bao bước chân du khách phương xa đã đến một lần đều mong muốn lần sau quay trở lại. Khi phải lái xe đi xa, cần thiết có ly cà phê để giữ sự tỉnh táo. Lái xe nhiều giờ đồng hồ, đôi khi cũng rất mệt mỏi và dễ buồn ngủ. Từ Scotland về lại London, thầy Lệ Nguyên có chở chúng tôi ghé tham quan sân vận động Manchester United. Welcome to Manchester United. Hiện tại Tâm Trọng đã có mặt tại thành phố Manchester. Và đây có một cái địa điểm nổi tiếng, đặc biệt nhất mà ai tới đây cũng không thể nào không ghé qua được. Đó là sân vận động Manchester United. Phải nói là đối riêng với những người mà tín đồ của bóng đá đó, thì chắc hẳn một lần trong đời mong muốn được đến đây để tham quan một lần. Sân vận động Manchester United, người ta còn gọi nó bằng một cái tên hoa mỹ khác, nhà hát của những giấc mơ. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Manchester United, một trong những đội bóng có nhiều thành tích nhất trong lịch sử bóng đá Anh, cũng là một trong những đội bóng thế giới được nhiều bạn trẻ Việt Nam hâm mộ nhất. Với sức chứa hơn 76.000 người, Manchester United hiện là sân vận động lớn thứ hai ở Anh sau sân vận động quốc gia Wembley. Rời khỏi sân vận động Manchester United, chúng tôi đến một sân bóng khác là Manchester City, sân vận động thành phố Manchester với sức chứa khoảng 48.000 người. Nó còn được biết đến với một cái tên gọi khác là sân vận động Etihad. Sở dĩ nó có tên này là vì ban lãnh đạo đội bóng nước Anh đạt được thỏa thuận tài trợ từ Etihad Airways, hãng hàng không quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với thành phố Manchester. Hiện tại Tâm Trọng đang đứng ở sân vận động Manchester City, một trong những đội bóng mà tất cả những người Việt Nam đều ưa thích. Sau đây xin mời tất cả các bạn xem những thước phim sau đây. Manchester City là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở đặt tại thành phố Manchester, nước Anh. Câu lạc bộ này đã 4 lần đoạt giải vô địch bóng đá ngoại hạng Anh, 5 lần đoạt cúp FA và một lần đoạt cúp C2 châu Âu. Nếu ở Manchester United trung thành với màu đỏ truyền thống, thì với Manchester City, màu xanh da trời và trắng là hai tông màu chủ đạo. Chúng tôi bước vào tham quan bên trong một cửa hàng của Manchester City. Có nhiều đồ lưu niệm được bày bán ở đây với nhiều thể loại khác nhau, khá đa dạng và bắt mắt. Hold on.
lại tiếp tục chuyến đi. Từ đây về tới London còn khá xa, tới nơi có lẽ đường phố cũng lên đèn. Vẫy tay chào thành phố của những đội bóng tên tuổi, từng làm nức lòng biết bao fan hâm mộ khắp nơi. Cảm ơn dịp may đã cho chúng tôi tiếp xúc được nơi này, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. So với những ai đang xem hành trình của chúng tôi qua màn ảnh nhỏ trên phim, thì có lẽ chúng tôi cũng được coi là những người may mắn. Ngồi xe nhiều giờ liền, đôi khi cũng mệt, nhưng người mệt nhất có lẽ là tài xế. Nhìn những cánh quạt gió năng lượng xoay tít trên nền trời từ xa, đôi khi cũng vui mắt. Trong những chuyến đi dài, mỗi khi ngồi xe hay đi máy bay, lúc rỗi rảnh chúng tôi hay trầm tư nhiều điều về cuộc sống. Và giờ đây, nếu các bạn cho phép, chúng tôi xin tạm chia sẻ và suy nghĩ của mình. 10 năm sau, 20 năm sau, chắc chắn bạn sẽ lớn lên, già đi, và tới khoảng thời gian đó, biết đâu bạn sẽ hối tiếc vì những gì chưa làm được nhiều hơn là những gì đã làm được. Cuộc sống của chúng ta lướt nhanh qua kẻ tay từng ngày, và rất khó để chúng ta nắm bắt hay giữ lại được những gì của quá khứ. Thế nên, hãy biết trân trọng mọi thứ đang có của hôm nay. Chúng tôi ghé vào một trạm dừng chân bên đường, chỉ là 5-10 phút để nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó, xong cũng đủ để khỏe khoắn tiếp tục chuyến đi. Trên suốt chặng hành trình chúng tôi đi, để ý thấy cứ cách khoảng một đoạn đường đều có một trạm dừng chân. Ở đó có đầy đủ những nhu cầu cơ bản và tiện lợi nhất cho hành khách. Sẽ chẳng còn gì hay hơn những khi bụng đói mà thưởng thức ngay tại chỗ một cái bánh hamburger nóng và uống một ly coke lạnh. Món ăn nhanh này xem ra là thứ khoái khẩu của rất nhiều người. Vì lái xe đường dài, tài xế có vẻ rất mệt. Sau bữa ăn nhanh, tài xế đành tạm dừng lại chợp mắt đôi ba phút. Còn mỗi người chúng tôi đều tự do theo cách riêng của mình. Đừng chần chừ hay hẹn ước cho những chuyến đi mỗi khi có dịp. Hãy vác ba lô lên vai, cầm tấm bản đồ và hướng tới những chân trời mới. Hãy đi để thấy rằng thế giới này kỳ dĩ vô cùng. Đôi khi trái ngược hoàn toàn với những gì bạn nghĩ hay hiểu biết qua sách vở. Trên những chặng bay dài, đi những cung đường xa sẽ giúp ta hiểu rằng thành kiến về những chuyến đi luôn là rào cản lớn nhất ngăn bạn bước chân ra thế giới, chứ không phải là tờ visa khó xin hay con dấu thị thực nhỏ bé trên cuốn hộ chiếu. Hãy thoát khỏi những suy nghĩ ống trĩ và bước ra sự dây kín của bốn bức tường nhà. Bạn sẽ thấy thế giới ngoài kia bao la với nhiều điều tuyệt vời đang chào đón bạn. Đời người những cuộc ra đi, người đi tìm lại những gì đánh rơi, người đi tìm lại cuộc đời và người đi kiếm chân trời sáng hơn. Chiều đang rơi, đường về còn khuất nẻo.